Đây, ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn làm sao tô màu cho thật đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nhé các bạn. Là mình đã tô màu xong nha các bạn nha. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình.
Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu sao cho thật đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Xin chào các bạn nhé, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nhé các bạn. Như vậy bây giờ
Xin chào các bạn nhé, bây giờ mình như vậy video của mình kết thúc đây các bạn.